Nam. Ai vậy nói vậy? Thì phải nói là cơn bão. Ông người miền Đông, tôi người miền Trung, mình bổ bão bão vậy. Bờ a ba a bao ngã bão. Đánh dần lên coi. Bờ a ba a bao ngã bổ. Thôi bây giờ đi. Bác cười quá. Mỗi người ở một cái khu vực. Cái đang bác được. Thôi được rồi, rồi bão bão tới sao mà sao anh biết được? Sao anh biết được bão tới? Hả? Cái gì vậy? Hả? Nỗi đau của dân lụa mà cái hổ biết.